Dưỡng ẩm là một sản phẩm mà chúng ta rất thường hay sử dụng. Nghe có vẻ đơn giản, tuy nhiên nếu sử dụng dưỡng ẩm không đúng cách thì chúng ta sẽ không phát huy được hết hiệu quả của chất dưỡng ẩm và da của chúng ta cũng sẽ khó lòng đẹp lên được. Dưỡng ẩm là một sản phẩm giúp bảo vệ da chúng ta khỏi những khó chịu hay khô và nứt nẻ. Khi dưỡng ẩm thoa lên trên bề mặt da sẽ tạo nên một lớp màng bảo vệ, nhờ đó da chúng ta sẽ không bị mất nước. Có 3 loại dưỡng ẩm thường dùng. Đầu tiên là dưỡng ẩm dạng ointment. Đây là loại dưỡng ẩm với nồng độ dầu cao nhất, dành cho những da rất khô và nứt nẻ. Khi thoa loại này trên da, các bạn sẽ cảm thấy nồng độ dầu rất cao. Dưỡng ẩm loại thứ hai đó là dưỡng ẩm dạng cream. Đây là loại dưỡng ẩm với nồng độ dầu thấp hơn, dễ chịu hơn khi chúng ta sử dụng. Tuy nhiên, nồng độ dưỡng ẩm sẽ không bằng dạng ointment. Thông thường thì chúng ta sẽ sử dụng dạng cream vào ban ngày, còn dạng ointment vào ban đêm. Loại thứ ba là dưỡng ẩm dạng lotion. Đây là loại dưỡng ẩm với nồng độ dầu thấp nhất, chính vì thế khi sử dụng rất dễ chịu, tuy nhiên nồng độ dưỡng ẩm sẽ không bằng hai loại còn lại. Việc sử dụng dưỡng ẩm đúng cách đóng vai trò rất quan trọng, nhất là trong quá trình điều trị. Dưỡng ẩm phải được sử dụng khi da của bạn đang trong tình trạng hơi ướt một chút, tức là khi vừa tắm xong, đừng vội lau khô da mà hãy thoa dưỡng ẩm càng sớm càng tốt. Luôn rửa sạch tay và lau khô trước khi thoa dưỡng ẩm. Massage nhẹ nhàng tránh làm tổn thương da. Thoa thuốc đúng theo vị trí và thời gian bác sĩ hướng dẫn. Nếu dưỡng ẩm của chúng ta đựng trong một hộp kem như thế này thì chúng ta không nên dùng tay để lấy kem ra. Chúng ta có thể sử dụng một thanh gỗ sạch hoặc một cái muỗng sạch để lấy kem và thoa lên da. Như vậy sẽ không làm nhiễm bẩn hộp kem. Số lượng dưỡng ẩm cần dùng phụ thuộc vào bệnh mà chúng ta mắc phải. Đối với một người trưởng thành da rất khô thì bác sĩ khuyên dùng khoảng từ 500 cho đến 1000 gram mỗi tuần. Còn đối với em bé thì số lượng chỉ khoảng từ 250 cho đến 500 gram mỗi tuần. Nắm vững những kiến thức trên thì sản phẩm dưỡng ẩm mới phát huy được tối đa việc bảo vệ, chăm sóc làn da bạn. Nếu bạn có bất kỳ một thắc mắc nào, xin liên hệ với Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh để được khám và tư vấn thêm nhé.